Hello, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đến với chúng mình Way to Weird Showbiz. Và đây là Way to Many News. Dune 2 đang khuấy động và tạo nên một làn sóng phấn khích ở các phòng vé. Còn ở địa hạt âm nhạc, Taylor Swift cũng đang làm chao đảo cả Đông Nam Á với The Eras Tour. Không chỉ trong sự nghiệp, nữ ca sĩ tỷ phú đô la này cũng đang vô cùng viên mãn trong tình yêu với tình mới. Tại Việt Nam, thông tin danh hài Hoài Linh tái xuất điện ảnh cũng gây được sự chú ý với khán giả. Và còn rất nhiều những thông tin khác nữa. Hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay nhé! Let's go! Hôm 1 tháng 3, Deadline đưa tin Netflix sẽ không bấm máy phần thứ hai của The Brothers Son. Phần đầu nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn xoay quanh câu chuyện về gia đình Tôn Lão Đại, người đứng đầu Hội Tam Hoàng. Khi Tôn Lão Đại bị một tổ chức bí ẩn ám sát, con trai cả là Charles Son do Justin Chien đóng, quyết định từ Đài Bắc đến Los Angeles để bảo vệ mẹ. Eileen do Dương Tử Quỳnh thủ vai và em trai Bruce do Sam Song Lee thủ vai. Thông qua vai diễn của Dương Tử Quỳnh, nhà làm phim truyền tải thông điệp về tình yêu thương gia đình, đề cao sự hy sinh và tha thứ. Collider nhận định về thông tin tác phẩm bị hủy, dự án nhận được những đánh giá tích cực nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lượng lớn khán giả. Sau khi ra mắt, phim duy trì 5 tuần liên tiếp nằm trong top 10 loạt phim nói tiếng Anh của Netflix. Tuy nhiên, lượt xem hàng tuần của series ở dưới mốc 7 triệu người và chỉ còn dưới 2 triệu người trong 2 tuần cuối ở bảng xếp hạng. Sau khi video một fan hâm mộ hóa trang thành người bản địa Fremen cưỡi con giun cát tại rạp AMC trở nên viral trên mạng xã hội, nhiều người nói điện ảnh thực sự đã quay trở lại. Tại sao lại như vậy? Fan hâm mộ phim ảnh cảm thấy rằng chính Dune 2 đã đem cảm giác phấn khích khi xem một bộ phim hay quay trở lại với khán giả và rất nhiều những con số thống kê chứng minh là họ đã đúng. Theo Warner Bros. Pictures, Dune 2 đã có tuần mở màn hoành tráng trên toàn cầu với 178,5 triệu đô tại 72 thị trường. Điều này giúp nó trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2024 chỉ trong 3 ngày, vì bộ phim có doanh thu cao tiếp theo trên toàn thế giới là The Beekeeper, chỉ kiếm được hơn 150 triệu đô. Dune 2 cũng đã vượt qua toàn bộ loạt phim bom tấn lớn của năm 2023, bao gồm cả Scream 6, 169 triệu đô, Killers of the Flower Moon, 156,5 triệu đô và bộ phim phá kỷ lục Bollywood Jawan, 136,7 triệu đô. Dune Part 2 có doanh thu tăng gấp đôi so với phần Dune ban đầu, phát hành vào năm 2021. Bộ phim thu về 433,8 triệu đô trên toàn thế giới. Nếu giữ vững phong độ, phần tiếp theo có khả năng thu về tới 850 triệu đô hoặc hơn sau khi kết thúc thời gian chiếu. Nếu đạt được thành tích đó, phim sẽ trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Timothy Chalamet. Để kỷ niệm sinh nhật của Man of Steel, James Gunn đã chia sẻ hình ảnh chính thức đầu tiên về biểu tượng S mà David Cullen Sweat sẽ mặc trong vai anh hùng biểu tượng của DC Comics trong Superman Legacy Superman. Một vài bức ảnh Cullen Sweat trong trang phục đầy đủ đã xuất hiện trên mạng. Mặc dù nhìn qua thì có vẻ thật, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đây là những bức ảnh giả mạo. Tuy vậy, những bức ảnh này vẫn bị lan truyền như thể là ảnh thật và thậm chí được đăng tải trên một số website. Trên mạng xã hội, Gunn đã nhanh chóng trả lời một fan khi hỏi liệu chúng có phải là hình ảnh quay phim thực sự hay không. Bên cạnh đó, James Gunn cũng tiết lộ vào ngày đầu tại trường quay rằng bộ phim mới về người đàn ông thép sẽ được đơn giản hóa và chỉ đơn giản là mang tên Superman. Taylor Swift, người đang khuấy động thế giới bằng những đêm diễn của mình, không chỉ viên mãn trong sự nghiệp, cô ca sĩ còn đang rất hạnh phúc với tình mới Travis Kelce. Theo nguồn tin từ Daily Mail, những người thân của Taylor Swift cho rằng Travis Kelce có thể giữ an toàn cho nữ ca sĩ và điều này khiến họ vô cùng an tâm. Sự lo lắng về an toàn của ngôi sao nhạc pop được dấy lên sau khi bố cô bị cáo buộc hành hung một nhiếp ảnh gia tại Australia. Nguồn tin chia sẻ gia đình Taylor Swift và những người thân của cô ấy đều nhẹ nhõm trước mối quan hệ này, không chỉ vì cô ấy đang yêu điên cuồng mà còn vì Travis khiến công việc của các vệ sĩ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cũng theo nguồn tin này, việc Taylor Swift yêu một cầu thủ cao gần 2m, nặng 113kg khiến nhiều người e dè khi tiếp cận với nữ ca sĩ. Điều này cũng đồng nghĩa những người hâm mộ quá khích sẽ không dám gây rối với cặp đôi. Cặp ngôi sao nước Mỹ lần đầu công khai mối quan hệ vào tháng 9 năm 2023 khi nữ ca sĩ tới xem trận đấu bóng bầu dục của đội tuyển Kansas City Chiefs để cổ vũ Travis Kelce. Ở thời điểm hiện tại, Taylor và Travis đều không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình với đối phương trước công chúng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin tức giải trí ở phương Tây để mở ra những tin tức giải trí ở khu vực châu Á đáng chú ý.
Theo công bố doanh thu từ trang web thống kê doanh thu vé rạp Box Office Việt Nam, doanh thu của bộ phim Đào Phở và Piano tính đến sáng ngày 5 tháng 3 đạt hơn 11,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chưa sát với thực tế, bởi theo đại diện Box Office Việt Nam, hiện tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vẫn tiếp tục bán vé trực tiếp phim này mà chưa mở lại trang online, cho nên doanh thu từ cụm rạp này được cập nhật thủ công từ quầy vé, theo thống kê cuốn vé. Đây là hiện tượng chưa từng có đối với một bộ phim có đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng và được nhà nước đầu tư vốn sản xuất. Phim nằm trong dự án thử nghiệm phổ biến phim do nhà nước đầu tư sản xuất, cùng với Hồng Hà Nữ Sĩ và 6 phim hoạt hình khác. Ra rạp đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, phim đã làm nên một cơn sốt chưa từng có trong giới trẻ khi rạp chiếu đầu tiên là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia quá tải, phải tăng số suất chiếu lên gấp nhiều lần. Hiện tại, phim được phát hành qua Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các hệ thống rạp của Beta Cinema và CineStar và rạp Kim Đồng, Hà Nội. Ngày 1 tháng 3, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh dự lễ cúng máy phim điện ảnh Làm Giàu Với Ma kết hợp với các diễn viên như Lê Giang, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc. Nghệ sĩ Hoài Linh mặc áo thun đen đồng phục của đoàn phim, cười rạng rỡ trong một số bức ảnh chụp cùng nhóm diễn viên chính của phim. Tại buổi lễ cúng khai máy phim, trong dự án điện ảnh thể loại hài gia đình tâm linh này, vai diễn của anh chưa được tiết lộ. Lần gần đây nhất, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh có phim chiếu rạp là 2 năm trước, phim Mến Gái Miền Tây do con nuôi Võ Đăng Khoa của anh sản xuất. Sau lùm xùm tiền từ thiện, nam nghệ sĩ hạn chế xuất hiện trong showbiz. Sau khi giành huy chương vàng tại Liên hoan Kịch nói Toàn quốc năm 2022, anh thỉnh thoảng tham gia đóng kịch. Tháng 1 năm nay, nghệ sĩ có một lần hiếm hoi hội ngộ khán giả thủ đô trên sân khấu kịch đón Tết. Nhà phát hành CJHK Entertainment mới đây chính thức công bố tin vui với những người hâm mộ đạo diễn Trần Anh Hùng rằng tác phẩm The Butter Fool của ông ra mắt khán giả Việt vào ngày 22 tháng 3 với tựa Việt là Muôn Vị Nhân Gian. Tháng 5 năm 2023, phim được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 và nhận tràng vỗ tay dài 7 phút cùng nhiều phản hồi tích cực từ các nhà phê bình phim và truyền thông quốc tế. Phim lấy bối cảnh tại một vùng quê nước Pháp năm 1885, xoay quanh mối tình lãng mạn giữa nữ đầu bếp Eugenie do Juliette Binoche thủ vai và Dodin do Bruna Majime thủ vai, một chuyên gia ẩm thực với đam mê sáng tạo nên những món ăn trọn vẹn từ hương vị đến hình thức. Khởi nguồn từ tình yêu ẩm thực để cùng nhau tạo ra nhiều món ăn tinh tế và lộng lẫy trong suốt 20 năm, thu hút các thực khách từ khắp nơi trên thế giới đến thưởng thức. Tình yêu đôi lứa dần nảy nở giữa Eugene và Dodin. Tuy nhiên, Eugene lại là một người phụ nữ yêu tự do và chưa sẵn sàng kết hôn với Dodin. Để chinh phục được trái tim của nàng, Dodin đã quyết định vào bếp, lần đầu tiên nấu ăn cho người mình yêu. Để tái hiện những tuyệt phẩm ẩm thực Pháp chỉn chu nhất, đạo diễn Trần Anh Hùng còn làm việc với cố vấn Pierre Garnier, đầu bếp danh tiếng sở hữu 14 sao Michelin. Ra rạp cùng ngày với phim của Trần Anh Hùng là Sáng Đèn. Hay nói đúng hơn, bộ phim Sáng Đèn sẽ trở lại rạp sau khi bất ngờ rời phòng vé dịp Tết. Thông tin này được nhà sản xuất của bộ phim thông báo, nhận được sự quan tâm của khán giả, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Số đông bày tỏ sự hào hứng được xem phim. Sáng Đèn là phim điện ảnh mới của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường với sự tham gia của đông đảo diễn viên các thế hệ như nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ cải lương Trí Tâm, Bạch Công Khanh, Trúc Mây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Lê Phương, Tiêu Minh Phụng, Lê Trang, Tuấn Dũng, Lam Tuyền, v.v. Tại buổi ra mắt phim ở thành phố Hồ Chí Minh, dàn diễn viên không khỏi xúc động khi được tham gia một tác phẩm ý nghĩa. Tất cả đều có chung cảm xúc, chính nghệ thuật cải lương là sợi dây chất xúc tác để gắn kết họ lại với nhau. Sáng Đèn sẽ có suất chiếu sớm vào lúc 18 giờ ngày 20 tháng 3 và cả ngày 21 tháng 3 trước khi chính thức công chiếu trở lại vào ngày 22 tháng 3. Sau thành công phòng vé hơn 108 tỷ đồng của phim Quỷ Cẩu, đạo diễn Lưu Thành Luân và nhà sản xuất Võ Thanh Hòa vừa công bố dự án phim mới Linh Miêu nằm trong bộ ba phim kinh dị lấy chất liệu dân gian làm chủ đạo. Nếu Quỷ Cẩu đề cập đến câu chuyện kinh dị về chó đội nón mê, thì Linh Miêu nói về hiện tượng quỷ nhập tràng trong dân gian. Quỷ nhập tràng là hiện tượng xác chết tự nhiên bật dậy và đuổi theo người sống sau khi bị mèo nhảy qua xác. Theo những câu chuyện truyền khẩu quanh hiện tượng quỷ nhập tràng, Linh Miêu là loài mèo có toàn thân màu đen, giữa trán có một chòm lông giống như con mắt thứ ba, giúp loài mèo này có thể nhìn thấy các thế lực siêu nhiên khiến người chết ngồi dậy khi nhảy qua xác. Đạo diễn Lưu Thành Luân chia sẻ thêm về dự án Linh Miêu. Kịch bản của Linh Miêu chỉ mượn hình tượng của Linh Miêu cùng quan niệm liên quan đến quỷ nhập tràng. Còn lại câu chuyện sẽ được phát triển theo hướng bi kịch của một gia đình sinh sống tại Huế vào những năm 1960. Ngoài câu chuyện lấy từ hiện tượng quỷ nhập tràng,
chất liệu dân gian còn được thể hiện ở việc bộ phim khai thác văn hóa Khảm Sành Xứ Huế, một nghệ thuật dân gian bắt nguồn từ thế kỷ 17. Việc kết hợp nét đẹp văn hóa truyền thống dân gian lồng ghép trong không khí cổ kính và huyền bí là điểm nổi bật ở dự án Linh Miêu. Điều này phần nào được phản ánh thông qua poster đầu tiên về phim in hình chú mèo đen theo phong cách Khảm Sành Xứ. Được biết, Linh Miêu sẽ là bộ phim thứ hai trong chuỗi dự án bộ ba phim kinh dị dân gian, đạo diễn Lưu Thành Luân, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa và ekip F35 Studio. Theo trang Chang Daily, từ cuối tháng 2 đến nay, Joanna, con gái của người sáng lập Huawei, Nhậm Chính Phi, liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi lần đầu đóng phim. Cô tham gia dự án hình sự Lạp Băng của đạo diễn Cao Quần Thư vào vai cảnh sát tài ba Triệu Hữu Nam. Diễn viên 26 tuổi nhận nhiều bình luận chế giễu, chê bai diễn xuất. Phần đông khán giả cho rằng Joanna biểu cảm cứng ngắc, ngoại hình không đẹp, không xứng để đóng chính. Một bộ phận khán giả cho biết đã xem Lạp Băng, cảm thấy hài lòng với thể hiện của Joanna, động viên cô theo con đường diễn xuất. Đạo diễn Cao Quần Thư chấm Joanna 60/100 điểm, diễn xuất của cô đạt yêu cầu. Ông cho rằng những cái mác vô hình gắn trên người cô ấy quá sáng, làm lu mờ nỗ lực của Joanna, điều này là không công bằng. Lý do quan trọng nhất ông chọn Anna là cô toát lên vẻ chất phác, nói năng thẳng thắn. Cô hầu như không trang điểm khi quay Lạp Băng mà để mặt mộc nhằm tái hiện nhân vật cảnh sát gai góc. Dù đánh giá cao nỗ lực của Joanna, Cao Quần Thư khuyên cô trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất, tạm thời không nên gia nhập đoàn phim khác. Chuyển sang một thông tin khác. Trên Instagram Story của Jennie và Matt Champion vào ngày 3 tháng 3 năm 2024 đều chia sẻ một đoạn trích của một bài hát chưa được phát hành. Trong đoạn nhạc được chia sẻ, Jennie khoe giọng hát của mình trên giai điệu của một bản tình ca có sự góp giọng của Matt. Ngay sau khi được chia sẻ trên Instagram Story, đoạn video nhanh chóng gây hứng thú và bất ngờ cho người hâm mộ của cả hai ngôi sao. Sau khi rời YG, Jennie đã hé lộ album solo mới cùng nhiều dự án solo khác khiến người hâm mộ thêm mong đợi. Cô hiện đang gây sốt khi tham gia chương trình tạp kỹ Apartment 404 của TVN cùng các diễn viên Cha Tae Hwin, Onara, Jang Se-chan, Jennie và Lee Jung-ha. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Way Too Many News tuần này. Các bạn đã xem Dune 2 hay chưa? Liệu có quá lời hay không khi nói bộ phim đem cảm giác phấn khích của khán giả toàn cầu quay trở lại rạp phim? Các bạn suy nghĩ như thế nào về việc tái xuất màn ảnh của Hoài Linh, sự quay trở lại của nam danh hài sau scandal liệu có được đón nhận hay không? Chúng mình cũng sẽ có một video liên quan tới nội dung này, hãy cùng đón xem nhé! Đừng quên ấn like, share và subscribe cho Way to Wear Showbiz để chúng mình lấy động lực ra mắt những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại! Way to Weird out.